Vai trò của Lâm Đậu Đậu. Ngày 11 tháng 9 năm 1971, một chiếc xe hơi lộng lẫy hiệu Hồng Kỳ cắm cờ đỏ tiến vào một biệt thự rất sang trọng tại Đại lộ Tiền Môn ở Bắc Kinh. Biệt thự này được binh sĩ canh gác rất nghiêm mật ngày đêm và là một trong những nơi Chu Ân Lai sử dụng làm nơi gặp gỡ bí mật. Hai người bước xuống xe là một cặp thanh niên và thiếu nữ. Hai người này đã đính hôn và sắp sửa làm lễ thành hôn. Người thiếu nữ là Lâm Đậu Đậu, con gái cưng của Lâm Bưu. Người thanh niên là vị hôn phu của nàng, tên gọi là Dương Định Khôn, một bác sĩ trong một bệnh viện quân y và trước kia là một trong những y sĩ riêng của Lâm Bưu. Lâm Đậu Đậu không tìm thấy sự thoải mái trong gia đình. Vợ chồng Lâm Bưu đặt hết sự quan tâm vào cậu con trai Lâm Lập Quả, nhất là Lâm Lập Quả lại là người con trai duy nhất của nhà họ Lâm. Lâm Đậu Đậu ít được săn sóc và nàng thường thả lỏng đi chơi một mình. Sự thả lỏng đó gây cho nàng ý tưởng xa lánh gia đình. Càng lớn, nàng càng chống đối Lâm Lập Quả, khinh bỉ bà kế mẫu Diệp Quần, nhưng nàng vẫn rất yêu kính Lâm Bưu. Lâm Đậu Đậu nhận thấy cách duy nhất để thoát ly gia đình là lấy chồng. Nhưng vấn đề lấy chồng của nàng cũng không dễ dàng gì. Những người chú ý đến nàng thì nàng lại chê, còn những người nàng ưng chịu thì thường là những người có cá tính mạnh mẽ, không chịu chiều theo những điều kiện của nàng, mặc dù họ công nhận nàng có một địa vị cao quý. Một thời nàng cũng có một số thanh niên theo đuổi, nhưng không nhiều lắm so với cậu em trai có nhiều gái mê. Đối với Lâm Đậu Đậu thì những mối tình ngang trái của nàng thường đưa tới những cái chết lạ lùng. Một trong những người tình của nàng là Du Bội Quân, đã bị giết chết trong cuộc cách mạng văn hóa, chỉ vì không chịu từ bỏ người yêu cũ để sống hoàn toàn với nàng. Còn các người khác sau khi giao du với nàng một thời gian mà không đi tới hôn nhân, đều có những hậu quả thê thảm. Người thì bị giết quăng xác xuống biển, người thì tự nhiên té từ trên cao xuống mà chết, người thì tự nhiên bất đắc kỳ tử. Đủ mọi cách chết khác nhau mà không bao giờ được giải thích rõ ràng ai là người đứng sau những cái chết thê thảm ấy. Cuối cùng Lâm Đậu Đậu gặp Dương Định Khôn, một bác sĩ tốt nghiệp từ một trường y khoa nổi tiếng của Trung Hoa và là bác sĩ trẻ nhất trong toán bác sĩ phục vụ riêng cho sức khỏe của Lâm Bưu. Dương Định Khôn là người đầu tiên đề nghị hôn nhân với Lâm Đậu Đậu. Gia đình Lâm Bưu rất ngạc nhiên trước đề nghị của Dương Định Khôn, nhưng vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chính cuộc hôn nhân đã đưa Dương Định Khôn vào một giai đoạn khó khăn đầy lo lắng, vì là người có thể trở thành con rể của Lâm Bưu. Một gia đình quyền thế và bậc nhất Trung Cộng, vì địa vị tôn quý của Lâm Bưu, vừa là phó chủ tịch nhà nước, vừa là bộ trưởng quốc phòng và lại là người thừa kế Mao Trạch Đông, nên Dương Định Khôn bắt buộc phải trải qua một thời kỳ điều tra về lý lịch và an ninh rất cặn kẽ. Sau khi cuộc hôn nhân được thông báo thì một hồ sơ về Dương Định Khôn lập tức được gửi tới cơ quan an ninh trung ương. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Định Khôn được mời tới phòng điều tra. Cuộc điều tra này do chính Chu Ân Lai điều khiển, nhằm đặt một cái bẫy gài Dương Định Khôn phải trở thành người dò thám gia đình Lâm Bưu. Ngay trong ngày đầu tiên, giới chức an ninh đã khám phá được nhiều sự thực về Dương Định Khôn. Thân phụ đích thực của Dương Định Khôn là Trần Sủng, một sĩ quan trong quân đội quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch trong thời kỳ chiến tranh quốc cộng. Trần Sủng vốn là một địa chủ giàu có và đã từng giữ chức cảnh sát trưởng và quận trưởng cho chính quyền quốc dân đảng. Nhưng ngay từ thời kỳ thơ ấu, vì một lý do nào đó không rõ, Dương Định Khôn phải sống với người kế phụ Dương Vĩ Đà. Trước kia, có lần Dương Vĩ Đà nói cho Dương Định Khôn biết rõ nguồn gốc thân thế của mình, nhưng căn dặn Dương Định Khôn phải thật kín miệng, không được cho ai biết cái quá khứ thực của mình. Dương Vĩ Đà là sĩ quan Hồng Quân, và ông sợ nếu người ta biết người cha đích thực của Dương Định Khôn là một sĩ quan quốc dân đảng thì Dương Định Khôn sẽ bị nguy hiểm. Viên sĩ quan an ninh thẩm vấn Dương Định Khôn thành công bắt buộc Dương Định Khôn nhận tội ác của người cha ruột của mình và cả tội đã lừa dối chính phủ và đảng về nguồn gốc đích thực của chính Dương Định Khôn. Viên sĩ quan an ninh cho biết kết quả của cuộc điều tra này sẽ có hậu quả vô cùng bất lợi cho Dương Định Khôn. Không những Dương Định Khôn không được kết hôn với con gái Lâm Bưu mà còn bị trừng phạt nặng nề, có thể là án tử hình vì tội đã có liên hệ mật thiết với gia đình Lâm Bưu và có thể thu thập được nhiều bí mật quốc gia qua một lãnh tụ cao cấp. Cuối cùng, viên sĩ quan an ninh cho biết hắn có thể giúp Dương Định Khôn che giấu được sự thực này, với điều kiện Dương Định Khôn phải chấp nhận mệnh lệnh của hắn. Viên sĩ quan an ninh đã thành công giăng một cái bẫy do Chu Ân Lai muốn đặt ra. Sau 3 giờ bị hành hạ về tâm trí, Dương Định Khôn đầu hàng viên sĩ quan an ninh và cuối cùng khóc lóc cảm ơn viên sĩ quan này đã cải tử hoàn sinh cho mình và thề từ nay nhất dạ vâng lời hắn. Dương Định Khôn đã bán linh hồn cho một tay cáo già trong ngành an ninh, chuyên tìm cách hãm hại người khác bằng những thủ đoạn thâm hiểm tàn ác. Sau cuộc thẩm vấn, Dương Định Khôn được dẫn tới một phòng ăn sang trọng tại Tửu Lầu Bắc Bình để gặp Chu Ân Lai và viên chỉ huy trưởng ngành an ninh. Trong bữa tiệc này, Chu Ân Lai rất tươi cười vồn vã và thân mật mời Dương Định Khôn dùng bữa tối với ông. Sự tươi cười thân mật của Chu Ân Lai không làm Dương Định Khôn an tâm chút nào. Mỗi lúc chàng bác sĩ trẻ tuổi này càng cảm thấy cái thòng lọng siết chặt thêm vào cổ mình. Với sự đồng ý của Chu Ân Lai, Ủy ban An ninh Trung ương đã khai thác rất nhiều nạn nhân tương tự như Dương Định Khôn để làm tai mắt cho Chu Ân Lai. Những sự giả ân giả dối của Chu Ân Lai cũng giống như hành động của một tay phù thủy thu phục âm binh. Một khi âm binh bị thu phục rồi, thì chỉ việc đợi chờ đúng lúc để được dùng vào một công tác nào đó, có khi 10 năm sau âm binh mới được dùng tới. Ngay sau buổi gặp gỡ với Chu Ân Lai, Dương Định Khôn không nhận được công tác đặc biệt nào ngay. Mấy tháng sau, Dương Định Khôn mới được tên sĩ quan an ninh gọi tới và ra lệnh phải thâm nhập vào gia đình Lâm Bưu, thu thập tin tức qua Lâm Đậu Đậu và khuyến dụ Lâm Đậu Đậu ham thích công việc theo dõi gia đình nàng.
viên sĩ quan an ninh cho biết đây là một biện pháp kiểm soát thường xuyên những nhân vật cao cấp do lệnh của Mao Trạch Đông. Dương Định Khôn phải tuân lệnh của tên sĩ quan an ninh. Nếu Dương Định Khôn cứ trung thành với Lâm Bưu mà không chịu báo cáo tin tức về gia đình Lâm Bưu thì hắn sẽ bị thủ tiêu ngay. Dương Định Khôn bắt đầu công tác dò thám gia đình Lâm Bưu một cách chăm chỉ, đánh giá thái độ của Lâm Đậu Đậu một cách khách quan. Đôi khi Dương Định Khôn dò xét được Lâm Đậu Đậu mà không bị nghi ngờ. Tuy vậy, Dương Định Khôn cũng được sự cộng tác của Lâm Đậu Đậu rất nhiều. Chẳng hạn, bà Diệp Quần sai Lâm Đậu Đậu đi Thượng Hải, Hàng Châu và Hương Cảng để sắm đồ cưới cho nàng. Diệp Quần cũng sắp xếp một chuyến bay đặc biệt cho Lâm Đậu Đậu, nhưng nàng nhất quyết không chịu đi và đòi ở lại Bắc Đới Hà để dò xét hành động của Lâm Bưu theo ý muốn của Dương Định Khôn. Dương Định Khôn đã được lệnh tích cực công tác dò thám vào giai đoạn này, khi Chu Ân Lai cảm thấy phe Lâm Bưu dường như đang chuyển hướng chống đối Mao Trạch Đông bằng những phương cách mạnh mẽ hơn. Ngày 11 tháng 9 năm 1971, Dương Định Khôn được gọi tới nhà quán dịch và được giới thiệu với Giang Đức Hồng, cánh tay mặt của Chu Ân Lai. Giang Đức Hồng yêu cầu Dương Định Khôn gọi điện thoại liên lạc với Lâm Đậu Đậu, lúc đó đang có mặt tại bệnh viện quân đội 301, tại đó nàng đang khám sức khỏe tổng quát. Dương Định Khôn hẹn sẽ lại đón nàng tại bệnh viện. Sau đó cả ba người, Dương Định Khôn, Giang Đức Hồng và Lâm Đậu Đậu được đưa tới ngôi biệt thự bí mật tại đường Tiền Môn để hội kiến với Chu Ân Lai. Chu Ân Lai vẫn với dáng vẻ ung dung của một vị thủ tướng nổi tiếng phong lưu và uy quyền, đã báo tin cho Lâm Đậu Đậu biết Mao chủ tịch dự tính đối phó với thân phụ nàng về tội phản lại quyền lợi của quốc gia. Ông cho biết Bộ Chính trị đang đối thoại với Hoa Kỳ trong mục đích kết hợp lực lượng chống lại Nga Xô, thì Lâm Bưu, mặc dù cũng biết rõ như thế, vẫn đang âm mưu liên lạc bí mật với Nga Xô. Vì lý do này, Mao chủ tịch quyết định điều tra về mọi hoạt động của Lâm Bưu. Chu Ân Lai nói ông hy vọng Lâm Đậu Đậu sẽ tự ý tiết lộ tất cả những gì nàng biết về thái độ và hành động của Lâm Bưu đối với Mao chủ tịch. Ông còn cảnh cáo rằng từ nay trở đi, Lâm Đậu Đậu sẽ không còn cơ hội gặp lại bất cứ người nào trong gia đình nàng nữa. Nàng sẽ được bảo vệ một cách đặc biệt chu đáo và sẽ được gửi tới Thiên Tân. Tại đó nàng sẽ gọi điện thoại về gia đình cho biết nàng đang đi mua sắm đồ cưới. Sau đó Chu Ân Lai để Lâm Đậu Đậu và Dương Định Khôn ở lại trong phòng một mình trong 2 giờ để suy nghĩ và nhớ lại những gì hai người biết về hành động và thái độ của Lâm Bưu. Sau 2 giờ hoảng hốt sợ hãi, Lâm Đậu Đậu rất bối rối nhưng sẵn sàng nói ra những gì nàng biết bên trong gia đình nàng. Chu Ân Lai đã đạt được kết quả mong đợi. Trong khi Lâm Đậu Đậu không nói một điều gì bất lợi cho Lâm Bưu thì nàng nói rất nhiều điều không tốt về bà kế mẫu Diệp Quần và cậu em trai Lâm Lập Quả. Nàng cho biết Diệp Quần quả thực có một kế hoạch và nàng biết chắc rằng đó là một kế hoạch đảo tránh lật đổ Mao chủ tịch. Lâm Đậu Đậu cũng nói về vụ Lâm Lập Quả thâu băng lén bà Diệp Quần. Lâm Lập Quả có lần nói chuyện với nàng, tỏ ý tiếc nàng là con gái, chứ nếu không thì có dịp được chứng kiến sự thành công chính trị của hắn và có thể được gia nhập liên hạm đội của hắn. Lâm Lập Quả thổ lộ hắn có tham vọng cai trị Trung Hoa và đang thực hiện tham vọng ấy. Lâm Lập Quả đã bắt Lâm Đậu Đậu phải thề độc, không được tiết lộ những điều hắn nói với bất cứ ai. Gần đây nhất, theo lời khai của Lâm Đậu Đậu, Lâm Lập Quả về nhà tìm bà Diệp Quần nhưng không gặp và đứng lại nói chuyện với nàng một lúc. Hai người thoạt đầu bàn về đám cưới sắp tới của Lâm Đậu Đậu. Rồi khi Lâm Đậu Đậu hỏi hắn đang làm gì, thì Lâm Lập Quả cố tránh né không trả lời thẳng và chỉ nói cái ngày hắn đang sửa soạn sắp tới rồi. Chu Ân Lai tiếp tục thẩm vấn Lâm Đậu Đậu và Dương Định Khôn về gia đình họ Lâm. Chu Ân Lai rất quan tâm tới các chi tiết về thái độ, giờ giấc ngủ, việc ăn uống và số lần gọi điện thoại mỗi ngày hoặc mỗi giờ nào đó của Lâm Bưu. Chu Ân Lai cũng để ý đến những cuộc họp gần đây của Lâm Bưu với các tướng Hoàng Vĩnh Thắng và Ngô Pháp Hiến. Khi xe lửa của Mao Trạch Đông tới gần Thiên Tân từ Thượng Hải, sau khi đi qua chỗ phục kích thứ hai của Lâm Lập Quả một cách an toàn, thì Mao nhận được điện tín cuối cùng của Chu Ân Lai trước khi về tới Bắc Kinh. Trong bức điện tín này, Chu Ân Lai báo cho Mao biết những bí mật của Lâm Bưu mà trước kia Chu Ân Lai chỉ phỏng đoán. Những bí mật này vừa được chính con gái Lâm Bưu tiết lộ và xác nhận hết. Chu Ân Lai cũng truyền đến cho Mao một tin bất ngờ là Lâm Bưu đang bất thình lình từ Bắc Đế Hà trở lại Bắc Kinh và sẽ hội họp với các tướng lãnh thân tín tại Tư Dinh ngay khi Lâm Bưu về đến Bắc Kinh. Đoạn cuối của bức điện tín là câu trả lời cho câu hỏi của Mao Trạch Đông về sự an toàn khi xe lửa về tới Bắc Kinh. Câu trả lời của Chu Ân Lai như sau: "Tôi đã thông báo chủ tịch sẽ về tới Bắc Kinh ngày mốt. Như vậy ngày mai chủ tịch về đến đây thì thật là an toàn."